សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀន Microsoft Excel 2010បាទថ្ងៃនេះជាវីដេអូមេរៀនទី4ដែលខ្ញុំលើកឡើងស្ដីពី formatting text ជាមួយនឹង cell បាទតាក់ទងជាមួយនឹង formatting text ជាមួយនឹង cell គឺយើងត្រូវចេះដូហ្វុនណាដូហ្វុនដាក់អក្សរហ្វុននៅក្នុងជាអក្សរដិតអក្សរត្រេតនិងអក្សរដែលមានបន្ទាត់នៅពីក្រោមហើយដាក់ border ដាក់បន្ទាត់ជុំវិញស៊ុំណា change font size fill color ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយ formatting cell អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងចូលទៅក្នុង Excel តែម្ដងបាទចូលទៅក្នុង Excel ខ្ញុំចុច shortcut វិធីចូលទៅក្នុង shortcut ចុច startបូកនឹង run ហើយវាយពាក្យ excel នៅកន្លែងនេះមកអូខេបាទ cell how to format cell format cellhow to format cell បាទនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់អត់ចេះនៅមេរៀនមុននិយាយពី modify select នេះមកឲ្យធំហើយនេះចំណុចទី1ទី1ដាក់ align ចំកដាលមកហើយ font ហើយក៏ដូរ font size ណាចូលដល់ប្រភេទ font អញ្ចឹងយើងអាចដូរ font ប្រភេទតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាទូទៅដែលគេប្រើ Arial បាទងាយស្រួលប្រើ Arial ហើយដូចជាតូចបាទfont ហើយ font size យើងអាចថាយើងដាក់28ដែរមកអញ្ចឹងមេរៀនមុននិយាយពី merge អញ្ចឹងខ្ញុំ select ឲ្យខ្ញុំ merge បាទហើយខ្ញុំអត់ចាស់ទៅលើ row ឲ្យវាធំបន្តិចហើយយើងអត់ចាស់ទៅលើធំបន្តិចហើយដាក់ថា videovideo 4អញ្ចឹងខ្ញុំមកចាស់ទៅលើ font size ខ្ញុំដាក់ពីធំ select លើ font ហ្នឹងណានេះ font size ប្រភេទ font ប្រភេទ font ដែលយើងចង់បានហើយអក្សរ font video 4នេះវានៅចំនៅពីលើឬក៏នៅពីក្រោមអញ្ចឹងនៅពីលើវាអត់ស្អាតល្អយើងដាក់នៅចំកដាលអញ្ចឹងកដាល select លើនេះមានកដាលនៃផ្នែក row ណាកដាលផ្នែក row នេះតម្រឹមស្ដាំតម្រឹមកដាលតម្រឹមឆ្វេងអញ្ចឹងយើងដាក់កដាលអានេះក៏កដាលដែរបាទវាដូច for និយាយពី formatting ដូច font ហើយនេះនៅទី1 formatting text formatting text ហើយខ្ញុំ merge ដែរហើយតាមនេះមក select ឲ្យ merge ហើយកំណត់វានៅខាងឆ្វេងនេះទី row ទី2ហើយ howformatting cell នេះដាក់ how to ដែរ font ឲ្យប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងចុចលើនេះចុចលើ format painter អូមកបាទទំហំ font ដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ merge ដែរអូ control zមកជាន់គ្នាណាអូខេហើយកំណត់នេះមកនេះសែលស៊ីឡាអូខេនេះចាំកដាលនេះអឡាញតិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ
nhỏ bằng tích bằng tay nhưng mình tạo bàn thì dây tràn tế tệ tạo cho mỗi những formatting cell chẳng nên nó nít nhầm ai đã súng đã bật toán nhưng ai trở lệch đã nên nó nít đã border tiếp các bạn đấy nè so đã bật toán là gram pía hay đã chia sở đất hay nít đã chia sở trade ba hay nên nó nít các nhầm ai vừa chia đã xong đã bắt toát nên không bắt toát border này cứ bắt toát miền border khẳng cao bắt toát khẳng lớ bắt toát khẳng chuyên bắt toát khẳng sạch đám ọt miền bắt toát tầng ọ miền tầng khẳng nông khlâm xa khẳng nông tiết anh ấy khẳng cao nhưng chắc chưa chưa được biếp này cả đã bắt toát luôn này ai cho mỗi mỗi đầm bấy tay và hay miền bắt toát bì chuẩn miền bắt toát bì chuẩn được gọi là dương rư cú bật toát đấy tam nâng cầu bàn này nâng lại cái nào thòng đà chẳng khi nhầm đã sôm từ lời này nhầm đã sôm như thế đó bỏ đỡ sai ok đó. Hay mới tiếp khi nhầm đã sôm đã bỏ từ bỏ này excel và này bỏ nâng hai khi nhầm đầu bỏ sò sớm nhà bỏ này cứ ắt sư đại dương kết tháp bò dương a thẳng bị tẹt tiếng mình tẹt tiếng nhưng a chủ từ lớp bò là tây tiết được không nên ăn miến nhưng a chủ mò khá lỡ hay dương đạp bò này tịch nó ấy đất ok nè mới tiết từ lớp formatting cell rồi kia nhầm insert row mới tiết sẵn và row miến tịch thì phí nhầm đã phấn đã bắt toàn nhầm pra vị thi format để nghe mùi tiết cứ cho right click hay format cell để cho format cell để trăng format cell này cứ dựng ai chờ từ lờ number để tâu cho mùi nâng chùm nguồn lê cho nông cell cho đa sân nông cell nè để tâu cho mùi nâng cell cứ dựng ai cầm nọt thả lý những chỉ lạc nạ tụ tử lạc nạ chỉ lê lạc cái nào chỉ currency lạc cái nào chỉ lấy cái nào lấy lạc cái nào chỉ ngày khai năm number pebble time percentage chỉ phía rồi nè miền cái bia nắng chỉ bờ phía miền chỉ lấy chỉ lạc cái nào scientific lạc cái nào chỉ sát chỉ attribute chỉ special miền này thành miền lấy code nắng lấy để làm áp dương custom miền này thay dương tam làm rời ca bỏ dương dương chọn bàn chúng dương ai cầm nát bán ta lỡ sell thì mui này không nông tin ở đây ưu thờ đặt nhầm chăng đã lên nhạc nông nít chia chùm nuồn chẳng nhầm vầy pram pon chẳng nhầm chăng ai pram pon với vi miên cái bia chẳng ai format sell right click hay chỗ format sell hay chỗ custom miên lên miên cái bia này ai chẳng lệnh này chỗ trong chụp cái bia xôn vì thùng chút sâu nên chia tầm rộng để dựng thang chỉ lấy để miễn là cái nạn mối tiết chia tập bọn chỉ tịch dựng thang là cái nông nâng cầm nọt vì chỉ tịch tạm đoàn chia tập bọn chẳng right click cho format hay tịch chẳng sau chỉ tịch nhé chia tập bọn chỉ là cái nạn format cell chẳng chẳng mà mùi tiết chỉ number miền này thay bởi dương cầm nọt bị chỉ number nghi xuống trong ca kẹn này nè bởi xin chỉ tích mình ai kẹn này bạn thì chẳng chỉ miền lê phong miền tích phong miền ảnh tập bọt phần lê phong miền ảnh tập bọt phong miền tu lê dạy xe tiết là nắng vì bỏ bạc trong ca kẹn này tay bởi chua khẩn lâm ni để kết thay chỉ chua để chiếu lê nhưng ai kẹn này bạn mùi tiết đã thông cho mùi nặng đèn vậy phí ca bạc chạy chứ ca bạc chạy cơ dương ai format bạn đấy thành format trên lạc cái này ca bạc chạy hay ca bạc chạy nó miền tùm rộng bạc nè miền tùm rộng bạc này ngay khái ngay chứ nằm ngay miền ngay hai miền ngay tí ngay khái ngay tí cho mùi này chứ nằm tam tùm rộng này các bạn dương rơ mơ tùm rộng tam này dương chẳng bạn ngày khai ngày mà này ngày khai năm ok giờ mùi tùm rộng này
chẳng như vậy mà ngày này ngày thì phẩm bốn xôn phẩm bốn đọc cốt vi phuôn đọc phẩm phẩm này bốn đọc cốt ố ta chụp hai bốn mình chẳng vậy ngày môn và vậy khai môn đọc xôn phẩm bốn vi phuôn đọc phẩm ok ngày chẳng anh ấy cứ chỉ tầm rộng này ca cầm nọt từ lửa xe formatting chẳng tệ tông cho mùi năng chùm nọt đã tay tiết lúc này ai à, cho tập nông năng tập đá format xe hay rơ tạm chùm nọt align ca cầm nọt at the bot tịch bỏ dưỡng chỉ lạc cả nạ và chỗ chỉ lạc cả nạ đế chỉ lạc cả nạ và chật chẳng à sài lơ at the bot bỏ dưỡng để dưỡng chọn đã chỉ tịch chùm nọt và tốt chẳng đôi khi nơi là cho tam vị thị sản đã right click mà format mũi tiết phần nhé để nhầm dây càng hàng đá miệng đồ tam phần tam vị thị sản này hay dưới có ai đồ tam vị thị sản này nơi khả năng để dưới format từ lửa xe này phần rực của phần phần hay của phần à xó chỉ à xó thò mà đá à xó trết à xó đất nâng à xó đất hay trết tiền hay phần thùm hôm phần nè tổng hợp font này dùng vào phần nào hay color dùng đồ vào bộ ai chứ ai đồ bộ là nè sau tổng đồ số nè hay dùng đọc pi đọc bốn chứ dùng ai cài đầm rơi từ lửa cell ni mui tam là cái nào bao dưỡng để dùng chọn bàn rút cho ok nè cell là dùng ban format vì miền là cái nào xem anh thầm là default bỏ vì ta bởi dương ban format hay vì miền tụi mình ta mà vay để dương ban format đại dương ban cộng nào ok tệ thôi chúng mình đang merian đây pi formatting cell formatting text chúng mình đang formatting cell và có trên đó tìm job hay có lúc này ai sẽ làm cho điều và thêm tại tôi chúng mình đang cần lưu xem xe increase font increase size hay ở vậy đây sẵn khăn lúc này ai sẽ lệch hơi right click hay format cell 8 ở vậy để lúc này chọn bạn và hay mới tiết nhóm click và tại tôi chúng mình đang border tại tôi chúng mình đang border này lúc này ai rất bắt toàn style này bắt toàn này mùi mùi nên nhầm chọn select hai chắc nhầm đã zoom ok nhầm đã bật toát pí hay zoom bình ok này hai thấy đã bỏ chung bình lắm bà ô con tràn chung bộ cả tam đàn